Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Mê Game đây. Hôm nay mình sẽ đi nâng cấp một con tướng mà khi vào trận là nó sẽ trừ nộ đội hình đối thủ. Trước tiên mình sẽ vào mục đồ giám. Trong các con cam này thì chỉ có con Kaguya và con Luffy là sẽ trừ 3 điểm nộ của đối thủ khi vào trận nếu đột phá đủ mức của nó. Thì đối với con này thì tại sao người ta hay chọn trong đội hình? Là vì nó có thể lên đỏ, và hợp kích của nó thì không cần con khác chỉ một mình là dùng được. Còn về kỹ năng ra sao thì tự đọc sẽ rõ nha. Đối với cái trừ nộ được là khi bạn đột phá nó lên cộng 5 thì nó sẽ trừ 3 nộ của địch và hiệu ứng này sẽ không cộng dồn. Còn khi cộng 8 thì khi công thường nó sẽ hồi phục thêm 2 nộ mà các bạn cũng biết cần 4 nộ để ra skill. Nên cái này rút ngắn lại phân nửa thời gian so với mấy con khác. Còn khi đột phá đến cộng 10 thì mỗi lượt thì tăng bản thân 20% sát thương. Và nó còn theo câu sau khi tử vong hiệu quả biến mất. Mình nghĩ thêm câu này chi cho mệt dậy, trong khi trong game chả có con nào hồi sinh, chết thì hết rồi. Chỉ trừ con A ra thì khi nó chết sẽ biến thành trái ác quỷ qua hiệp trái chưa mất thì hồi sinh lại thôi. Và một con thứ hai là mà mình sẽ nâng cấp hôm nay đó là con Luffy. Và vì sao mà con này ít được dùng hơn con ở trên? Đầu tiên phải xét là con này không lên đỏ được. Nó còn phải hợp kích với con A nữa. Và nhiều người thì thích dùng A hơn nên em nó hơi lép vế. Giờ mình sẽ xem hợp kích của nó gây 350% sát thương cho một địch sau khi giết được thì đánh con tiếp theo. Và tới phần đột phá thì mức đột phá của nó phải tới cộng 7 mới trừ 3 nộ địch được nhiều hơn con Kaguya chỉ cộng 5. Ở mức cộng 5 thì khi đồng đội chết một người thì sát thương chịu giảm 5%. Ở mức cộng 9 mỗi khi địch tử vong một người và sát thương gây gia tăng 10%. Và hai con này thì mình có thể dùng ngọc rồng để đổi. Có một điều khá ngộ là ở mọi hoạt động thì khi đổi dương già thì luôn tốn kém hơn Luffy. Tuy nhiên bên ngọc rồng này thì một viên đổi được 20 mảnh già trong khi một viên chỉ nhận được 15 dương Luffy. Ok, giờ mình sẽ vào đội hình đổi cho Luffy vào. Giờ Luffy của mình chỉ mới cộng 6 nên chưa trừ nộ được. Đột phá lên cộng 7 sẽ mới trừ nộ. Giờ mình sẽ vào tháp đánh để xem hoạt động trừ nộ ra sao trước. Đây với đội hình này thì khi đối phương có ra cộng 5 thì sẽ trừ 3 nộ bên phe mình. Kết hợp với Chohi nên khi mới vào trận hàng đầu của mình mất hết nộ. Hàng sau thì còn 2 nộ và vì sau lại còn 2 nộ, thì các bạn có thể nhìn cây nộ của đối phương. Bình thường khi có 4 nộ sẽ chỉ là màu vàng, lên đến nộ thứ 5 sẽ chuyển sang màu lam nha. Tức là bạn sẽ có dư thêm nộ, nếu bên địch trừ bạn 1 nộ thì bạn vẫn còn 4 nộ và có thể ra skill. Khi vào trận mà bạn không còn nộ thì đối phương sẽ có lợi thế hơn đối với những đội hình tương đối ngang nha. Còn qua cách biệt thì nói chi nữa.
Nói chuyện với ta thấy người thông minh hơn. Giờ mình sẽ đi nâng Luffy lên. Xem lực chiến của nó lại. Tầm 600.000 lực chiến. Giờ là lúc vào để xem tình hình nộ bị trừ như thế nào nè. Giờ thấy bên đội địch hàng sau mất hết nộ xanh rồi đấy. Hàng trước mất một nộ xanh với hai nộ vàng, tổng là ba nộ nha. Giờ thì bạn nào chưa biết trừ nộ như thế nào thì biết rồi đó. Và khi các bạn đọc thấy dòng trừ giả sử trừ ba nộ địch và hiệu quả giống nhau không cộng dồn, tức là nếu trong đội hình có hai con trừ ba nộ địch thì chỉ tính là trừ ba nộ thôi, chứ không có cộng dồn thành 6. Nên mọi người chơi đội hình gì thì nên đọc phần mô tả phần đột phá tránh trùng lập. Còn đối với ai chơi theo sở thích như mình thì khỏi bàn. Xem nó đánh chơi chút thôi. Bạn có thích chơi bóng rổ không? Những thứ ta muốn. Bạn có thích chơi bóng rổ không? Ta là thiên tài, bất chiến bất thắng. Và mở hết mảnh Luffy luôn. Mình sẽ vào Ngọc Rồng đổi Dương Luffy tiếp. Không biết đổi bao nhiêu, thôi đổi đại một mớ đi, thiếu thì lấy thêm. Phải có mở mắt luôn thì tiện. Cộng 8 phản đòn cộng 1.000 luôn, ghê chưa? Lên cộng 9 cần tới 240 mảnh lận, giờ phải đổi tiếp. Đổi cũng chưa tính chắc không đủ mảnh quá.
Ôi buồn ghê, thiếu đúng một mảnh luôn. Đau lòng luôn, cây còn 10 tiếng nữa. Phải chi có quay sành thì hay biết mấy, giờ không biết kiếm đâu. Ngọc rồng thì hết. Ghê hên phết, trong đêm cuồng hoan có luôn. He he, lên cộng 9 rồi, địch tử vong thêm sát thương. Thôi tới đây dừng cộng 10 tới 320 mảnh lận còn lâu. Kiếm bạn mới này đánh xem Luffy chút, biết là không thắng nhưng xem kỹ năng của nó ra sao thôi. Ta là thiên tài, bất chiến bất thắng. Ta là tướng xịn nhất. Đùa với hai chị nè. Người muốn ăn đấm đúng không? Buồn trời, máu địch còn ít mà lù không ra hợp kích mới đau. Làm phát nữa xem cái hợp kích. Sư phụ, ta muốn chơi bóng rổ. Ta là tướng xịn nhất. Những thứ ta muốn. Người muốn ăn đấm đúng không? Nản thật, tới hồi lù ra hợp kích thì Komi lại mít làm không đủ sát thương giết thêm địch. Nói chuyện với ta thấy người thông minh hơn chứ. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.